Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng trở lại với 4 bánh auto. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc xe form dáng thể thao đang có mặt tại salon. Đó là chiếc Mazda bản thể thao 2.0S. Như các bạn đang thấy thì chiếc Mazda 2.0S đời 2009, nhập khẩu Đài Loan, số tự động và được thiết kế một màu đỏ tươi. Xe kiểu dáng thể thao khá dài xe, đây là tổng thành của chiếc xe Mazda như các bạn đang thấy. Và chúng ta cùng đi chi tiết về chiếc xe này. Và đây là về phần đèn của chiếc xe. Như tôi đã nói thì được thuộc bản thể thao 2.0 và được thiết kế đèn bi cực kỳ sáng. Và mắt đèn được thiết kế rất đẹp, như là về phần đèn sương mù. Và chiếc xe đang đeo biển 29 Hà Nội. Đây là tổng thành chiếc xe, khá dài xe. Và đây là về phần lốp và la răng. Như các bạn đang thấy thì lốp khá mới và la răng được thiết kế khá đẹp và rất là sáng. Thiết kế phanh đĩa và ABS đầy đủ. Đây là phần sơ cua. Với form dáng thể thao đầy đủ cửa trời, tích hợp xi nhan trên gương. Tổng thành chiếc xe rất dài. Về phần đuôi xe, như các bạn đang thấy, về đuôi xe được vành lên và được thiết kế đúng một kiểu dáng thể thao và được thiết kế vây cá mập ở bên trên như thế này. Đây, toàn bộ phần phía đuôi của chiếc xe Mazda. Về phần đèn thiết kế khá đẹp. Đây, bản 2.0S. Và đây là về phần ống xả. Đó, như các bạn đang thấy, hệ thống ống xả đôi rất đẹp. Và chúng ta cùng đi về nội thất của chiếc xe này. Đây là toàn bộ nội thất của chiếc Mazda nhập khẩu 2009 Đài Loan. Toàn bộ nội thất được thiết kế một màu đen với những kẻ sọc đỏ khá đẹp như thế này. Đây là về phần táp ly cửa. Như các bạn thấy thì toàn bộ phần da táp ly 4 cánh rất là mới như thế này, nguyên bản theo xe. Toàn bộ táp ly và ghế đều là da xịn theo xe. Và đặc biệt là thiết kế của chiếc Mazda cánh cửa được thiết kế tay nắm rất chắc chắn như thế này. Như cái dòng xe khác thì chỉ thiết kế cầm ở trong như thế này chứ không thiết kế cả tay nắm như này. Khá chắc chắn. Dòng xe Mazda nhập khẩu này ra mắt và cạnh tranh với dòng Civic cũng như là Corolla trong nước. Và đây là toàn bộ phần mặt táp lô. Như các bạn đang thấy thì cực kỳ mới. Nội thất phía trong khá đẹp và rộng rãi như thế này. Đây, cửa trời đây ạ. Và thiết kế hệ thống hai đèn trần. Đây là một hệ thống đèn trần phía sau. Và đây là hệ thống đèn trần phía trước. Đó, toàn bộ phần nỉ trần rất là mới và sạch như thế này. Như các bạn đang thấy. Về phần nội thất thì nhược điểm của chiếc Mazda này là khoang để chân của người ngồi phía sau khá hẹp. Đó, đây là nhược điểm của dòng Mazda. Toàn bộ phần mặt táp lô được thiết kế, đây phần DVD này. 6 loa điều hòa tự động. Đó. Đây là về phần cửa số này. Thiết kế để phần chai nước. Đó. Về vô lăng thì được trang bị bóng khí trên vô lăng và tích hợp chỉnh điều chỉnh âm thanh trên vô lăng luôn. Toàn bộ kính điện, gương điện. Đó, và như tôi đã nói thì bốn cánh cửa đều thiết kế tay nắm khá chắc chắn như thế này. Chiếc xe tuy không có màn hình DVD nhưng vẫn được thiết kế cam lùi. Đây. Và cũng như là camera hành trình. Đây ạ. Đây là về phần mặt đồng hồ, được thiết kế 3 đồng hồ như này. Khá đẹp với một kiểu dáng thể thao và bản thể thao luôn 2.0S. Đây là toàn bộ phần cốp của chiếc Mazda nhập khẩu. Có thiết kế rất rộng.
và cốp sau được nâng thủy lực như thế này. Như tôi đã nói, cốp rất rộng và hàng ghế sau của chiếc Mazda có thể gập xuống bằng với mặt cốp. Khi mà gập ghế xuống sẽ rất rộng và để được nhiều đồ cồng kềnh. Đó, đây là về phần gập ghế sau. Có khi mà gập hàng ghế sau này xuống thì cốp sẽ rất rộng. Và đây là về phần lốp dự phòng, được thiết kế lắp đậy khá chắc chắn như thế này. Đây, quả lốp dự phòng đây ạ. Về phần tôn bên trong rất mới, như chiếc xe này tôi đánh giá là chiếc xe cực đẹp, không có một lỗ nhỏ. Toàn bộ keo chỉ nguyên zin theo xe. Đó, đây quả lốp dự phòng ạ. Và được thiết kế lắp đậy rất chắc chắn như thế này. Đó. Cốp rất rộng, khi gập hàng ghế này xuống thì sẽ rất rộng và để được nhiều hàng. Và đây là toàn bộ phần keo chỉ của lắp cốp sau. Về phần đèn được thiết kế luôn lên phần cốp như thế này, rất đẹp. Mazda 3 bản 2.0S. Đó, như các bạn đang thấy, với một form dáng thể thao khá dài xe như thế này. Đây là khoang máy của chiếc Mazda 3 nhập khẩu 2009 Đài Loan. Như các bạn đang thấy thì được thiết kế khá chặt chẽ và kín đáo. Đó, kể cả phải phần ắc quy cũng có lắp đậy rất kín như thế này. Với thiết kế máy 2.0 sẽ tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 đến 9 lít. Tuy nhiên nếu mà đường thành phố sẽ lên đến khoảng 10 lít. Và với máy 2.0 thì chạy khá thích. Toàn bộ phần keo chỉ lắp cabo đấy ạ, nguyên bản theo xe, không một lỗ nhỏ. Toàn bộ phần rằng cũng như là phần tai đèn. Ngày hôm nay tôi đã làm video và giới thiệu tới quý vị và các bạn về chiếc xe Mazda bản thể thao 2.0S. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại tôi để trên màn hình, hoặc là đến trực tiếp gara ô tô Mạnh Hoài, Cổ Lũng, Phú Lương, Thái Nguyên. Sau đây tôi xin phép được kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.